Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2007 bày tỏ sự ngưỡng mộ với Hương Giang. Trên trang cá nhân, Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2007 đăng nhiều ảnh chụp cùng Hương Giang. Cách đây ít ngày, Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 Hương Giang đã có mặt tại Thái Lan để làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2020. Trên hàng ghế giám khảo, giọng ca Anh đang ở đâu đấy? Anh khiến người hâm mộ nức lòng khi xuất hiện vô cùng xinh đẹp. Nàng hậu diện bộ váy khoe khéo vào một căng đầy, đôi vai trần quyến rũ và rất gợi cảm. Hoa hậu Hương Giang xuất hiện xinh đẹp tại chung kết Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2020. Mới đây thì Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2007 đến từ Thái Lan đã đăng ảnh chụp cùng Hương Giang tại chung kết Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2020. Cô nàng còn đăng ảnh chụp với Hương Giang và chia sẻ dòng trạng thái bằng tiếng Việt: "Tôi yêu bạn rất nhiều. Bạn là thần tượng của tôi, hy vọng sẽ gặp lại bạn sớm." Trước đó thì Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2007 còn đăng rất nhiều ảnh thân thiết và bày tỏ sự quý mến đối với Hương Giang Idol. Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2007 chụp nhiều hình ảnh với Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 Hương Giang của Việt Nam. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.